Dạ em chào mọi người. Hôm nay xe lại tới bốc bốn cái bồn nhựa 5 khối của Sơn Hà mọi người. Cái lô bồn Sơn Hà này bữa trước em đi thâu, em cũng có quay clip cho mọi người mình xem rồi đó. Em thâu được 10 cái. Bồn đẹp lắm, bồn họ đựng cồn rửa tay á. Cho nên là ở bên trong sạch. Bồn của Sơn Hà thì ai mình sử dụng rồi thì mình thấy là bồn Sơn Hà cũng rất dày, rất cứng cáp, rất dai nhựa luôn. Đấy là Sơn Hà thật. Tại vì Sơn Hà là một hãng nhỏ, do vậy mà nhiều đơn vị làm giả được. Chứ còn thực chất bồn Sơn Hà rất chi là tốt mọi người nha. Đó, bồn đây đã. Buổi trước thì em quay ở tại xưởng mà lúc tháo dỡ thì cái bồn nó còn bị bụi ở phía bên trên ấy, đen thui à. Bữa nay về xịt sửa rồi thì cái bồn nó sạch rồi. Đó, nó sạch vậy đó. Đây. Xung quanh cái bồn Sơn Hà thì nó như vậy. Nó là cái gân tư. Và ở trên thân thì nó có chữ này. Chữ bằng tiếng Anh em không có biết. Còn đây là chữ bồn nhựa cao cấp. Bồn này rất dày và nặng mọi người ạ. Bồn đã qua sử dụng rồi, do vậy mà đây, cái bồn này có số 5.000 lít này. Và bên trên có những cái giống như đồng hồ 2020. Còn ở đây là những cái lỗ mà bên nhà sản xuất họ để dành cho mình để mình lắp bao cơ nước vào gì đó. Cái này là số 5.000 lít mọi người ha. Đây là những cái lỗ phi ở phía dưới đây. Đó, lỗ phi bự là lỗ phi 42, lỗ phi nhỏ là lỗ phi 27. Mình chỉ việc về mình vặn ốc vào thôi. Còn cái phía bên này này là cái lắp bít mà nó bị tụt vào bên trong rồi. Mà nó vẫn chưa có chảy nước mọi người ha, vẫn kín lắm. À đây bị chảy ra rồi. Mình lấy kìm mình vặn ra rồi mình lắp bít khác vào thôi. Bồn Sơn Hà thì họ dập cái lỗ phi sẵn cho mình. Và mình chỉ biết nó có gen sẵn rồi, mình chỉ biết là vặn vào thôi, còn không phải dùng ốc phi. Tem mát của Sơn Hà đây ha. Và cái chữ Sơn Hà in nổi ở trên thân bồn đây. Bồn Sơn Hà thật thì nó có đủ thủ tục như vậy đó. Còn không biết bây giờ mẫu mới thì sao. Mẫu này từ năm 2020 mọi người ha. Bồn đẹp không mọi người? Bồn rất chi là chất lượng. Mình cần sử dụng cái bồn nhựa 5.000 lít đứng của Sơn Hà thì hãy vui lòng liên hệ bên em ha. Lô này bên em có 10 cái. Hiện tại hôm nay giao cho công trình ở Tân Túc Bình Chánh á, 4 cái, còn 6 cái nữa. Mọi người mình nhanh đặt hàng thì còn lô bồn nhựa này. Còn mọi người mình đặt chậm trễ một chút á, thì mình sẽ đặt bồn khác, bồn Bình Minh hay bồn Đại Thành hay bồn thanh lý của hoa sen. Những cái bồn đó thì cũng rất chất lượng, cũng giá cũng rẻ cũng mềm, nhưng mình xài được cái bồn đã qua sử dụng mà của thương hiệu quốc gia, thương hiệu lâu đời như Sơn Hà Đại Thành thì rất yên tâm mọi người ha. Xe này chở này mọi người, xe này chỉ chở được 2 cái thôi, còn 2 cái sẽ phải xe khác chở. Rồi em chào mọi người, mình tạm biệt mọi người nha. Cái bồn Sơn Hà thì nó đang có đường kính là khoảng 2 mét, cao lên 1 mét 9.
1m87 hay 1m84 gì đấy. Mình hãy nhớ đăng ký kênh để biết thêm nhiều thông tin hơn về bồn nước, những bồn nước bên em mới thu về hoặc những bồn nước bên em vận chuyển tới cho khách. Em cũng đưa lên đây để mình kịp theo dõi. Mình phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình mình thì mình đặt hàng mọi người ha. Bên em có bán bồn mới, bồn cũ, máy năng lượng mặt trời, lắp đặt, xúc rửa, hàn sửa, tất tần tân những dịch vụ về bồn nước. Thì mọi người cứ vui lòng liên hệ bên em, hoặc cần tư vấn gì thì mọi người cứ để lại câu hỏi, bên em sẽ tư vấn cho mọi người mình nha. Em chào mọi người, tạm biệt mọi người nha.